Chào các bạn đến với kênh xe đạp và trang web xe đạp hải phòng.com. Tiếp theo tôi lại giới thiệu với các bạn một cái dòng xe nữa, cũng là dòng xe touring, là hiệu đây là thương hiệu Metro của hãng Merida Mỹ. Tất cả hầu như những cái xe đạp mà ở trong website của chúng tôi đang cung cấp thì hầu như là có cái khung cấu tạo bằng khung nhôm. Đấy, rất là nhẹ các bạn. Khung nhôm thì nó cho cái chiếc xe nó trọng lượng nhẹ và nó lượng có xước thì nó không bị han. Đây, như các bạn thấy ở trên này cũng có một vài vết xước nhưng mà nó sẽ không bị han, tại vì nó bằng nhôm nên nó không han được. Và cái cách phân biệt khung nhôm và khung sắt như nào thì các bạn hãy tìm xem lại trong những video trước, và trong kênh của tôi thì tôi đã hướng dẫn các bạn phân biệt cái xe đạp là thế nào là khung sắt, thế nào là khung nhôm. Thì cấu hình thì chiếc này thì cũng tương tự gần như ở các cái chiếc khác, thì cũng được cái trang bị cái tay chuyển số là 7 số. Trang bị tay chuyển số Shimano 7 tốc độ với cần bấm và xả. Bấm và xả nên gọi đây là gọi tay bấm xả. Đấy, thì bên tay trái cũng là bên chuyển đĩa. Và bên tay phải là chuyển nít. Chúng ta móc cái cần nhỏ thì nó sẽ thay đổi về nít bé, và cần to thì nó sẽ thay đổi về lên nít to. Xe vẫn giữ được chiếc yên nguyên bản của hãng, có yên và cọc yên có logo của hãng. Ở đây chúng ta có hai cái con ốc để gắn giá, để đựng bình nước. Đấy, khi nào quý khách mà mua xe ở bên cửa hàng chúng tôi thì sẽ, chắc chắn là tôi sẽ khuyến mại cho các bạn đầy đủ phụ kiện, và trong đó là sẽ có giá bình nước. Xe được trang bị vành xăm vành cỡ lốp là 700c, rất là thông dụng với xe đua. 700 x 28c và vành nhôm hai lớp. Vành nhôm hai lớp. Đằng sau chiếc xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay, rất là phổ biến với cái xe đạp rất là thường được trang bị trên những cái xe đạp phổ thông tại Nhật. Chiếc xe được trang bị líp 7 số hiệu Shimano. Xe đã qua sử dụng nên là cái hình thức nó không còn được đẹp, nhưng mà để nói chất lượng thì cũng rất là khá là tốt. Để nói về chiếc xe này thì rất là thích hợp với các bạn đi thể dục, đi trong phố, và với cái chiều cao mà 1m6 mấy như tôi ấy, thì đi rất là hợp, dễ đi. Như thế đi rất là thoải mái, không bị cúi quá, cũng vừa tầm, trông khá là thể thao. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn là cái video review xe hiệu Metro của hãng Merida Mỹ. Trong những video tới mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng xe và chiếc xe khác. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn like video để ủng hộ mình làm những video tiếp theo, và hãy ấn subscribe kênh, đăng ký kênh và ấn hình chiếc chuông bên cạnh để các bạn là những người mà được YouTube ưu tiên hiển thị những cái khi mà bọn mình có những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video.